Mạch máu là một trong những cái vấn đề sức khỏe mà chúng ta nên để ý trong trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và ngày hôm nay thì bản tin phần cuối này Lê Thái sẽ đưa đến quý vị những cái thức uống là người ta gọi là cao thủ để đả thông kinh mạch, nghe giống như trong phim Hồng Kông vậy đúng không chị? Năm cao thủ đả thông kinh mạch, nhưng mà thật sự là năm cái thức uống này nó rất là tốt cho vấn đề mà vận chuyển tuần hoàn máu trong cơ thể của chúng ta. Và ngày hôm nay Lê Thái sẽ đưa đến quý vị về những cái thức uống này. Kính thưa quý vị, mạch máu là một trong những cái kênh mà người ta gọi là cái kênh lưu thông để mà vận chuyển máu cũng như là oxy, cũng như là chất dinh dưỡng đến các cơ quan khác nhau ở trong cơ thể của chúng ta. Và huyết khối hay người chúng ta gọi là cục máu đông á, là một trong những cái bệnh lý về cái tai biến mạch máu não và nó gây tử vong cao nhất hiện nay. Và mà khi mà huyết khối nó được hình thành, nó sẽ chặn cái đường đi của máu và tạo thành một cái thúc nút thắt, nó gây tắc nghẽn và dẫn đến việc là không cung cấp đủ máu cho cơ quan tim, não, phổi, và đôi lúc nó làm vỡ mạch máu luôn, thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là đột tử. Và để mà chúng ta chăm sóc cái hệ tuần hoàn máu của chúng ta, huyết mạch của chúng ta, ngoài việc duy trì một cái chế độ vận động hợp lý nha quý vị, chúng ta cũng phải xây dựng một cái chế độ ăn uống lành mạnh, bao gồm 5 cái thức uống ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị cực kỳ quen thuộc và dễ làm. Cái thứ nhất là trà xanh thưa quý vị. Như quý vị cũng đã biết, trà xanh là hay là trà đen được minh chứng là một trong những cái thức uống đem lại lợi ích cho hệ tuần hoàn, nhờ nó chứa cái đặc tính chống oxy hóa, và cái chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do. Và nếu mà các gốc tự do mà được sản xuất quá nhiều trong cơ thể, nó sẽ gây ra các bệnh nghiêm trọng, những cái bệnh lý liên quan đến tim mạch hay là tổn thương mạch máu đó quý vị. Và nếu như quý vị nào có uống trà hoa cúc bao giờ chưa? Trà hoa cúc rất là thơm, rất là ngon. Và trà hoa cúc, trà hoa cúc cũng là một cái loại trà nó có lợi cho sức khỏe của mạch máu. Và các nhà nghiên cứu người ta phát hiện ra rằng là các axit amin cũng như là flavonoids hay là chất choline ở trong trà hoa cúc đều là những cái nguyên tố tuyệt vời để mà nuôi dưỡng cái mạch máu của loài người. Ngoài ra thì trà cũng là cái chất chống oxy hóa được tìm thấy nhiều trong các loại thực phẩm giống như là strawberry hay là cái trong những cái rau spinach nè, hay là cải xoăn, hay là blackberry, hay là ở trong ginger, ở trong gừng đó quý vị. Cái thức uống thứ hai rất là quan trọng đó là nước ép củ dền. Kính thưa quý vị, nước ép củ dền có thể có lợi cho sức khỏe của mỗi người chúng ta theo rất là nhiều cách khác nhau. Chúng ta có thể nấu ăn này nọ, ép ra uống. Nhưng mà nó đặc biệt là nó giúp hỗ trợ hồi phục sau khi mà chúng ta tập luyện hay là tăng cường hiệu suất tập thể dục, và giúp tăng cường cái hệ thống miễn dịch. Nó tốt cho mắt, và cái củ dền cũng làm giãn mạch máu nữa. Và điều này nó làm tăng cái lượng máu mà nó đẩy đến tất cả các cơ quan trong cơ thể một cách hiệu quả hơn. Và nghiên cứu cho thấy rằng uống nước củ dền thường xuyên có thể giúp làm giảm huyết áp cao, là một vấn đề xảy ra khi các động mạch bị tắc nghẽn đó quý vị. Cái thức uống thứ ba đó là nước ép lựu. Trái lựu đã được minh chứng là một trong những cái loại trái có tác dụng tăng cường lưu lượng máu, do chúng rất là giàu chất chống oxy hóa cũng như là những cái chất dinh dưỡng khác trong cái trái lựu. Và quý vị có thể ép trái lựu vì trái lựu nó có chứa nhiều cái vitamin C hỗ trợ lưu lượng máu bằng cách là tăng cường các thành mao mạch hay là mạch máu của chúng ta đó. Và cái đặc tính là chống viêm và có thể là giúp cho quý vị trong cái vấn đề giống như là gặp vấn đề về tuần hoàn máu cũng như là giãn tĩnh mạch, là trái lựu rất là tốt. Cái loại nước thứ tư đó là nước hành tây. Theo đông y á, là hành tây nó có vị cay, tính ấm và có chứa chất là prostaglandin. Và cái chất này có thể làm giảm lipid máu và có thể làm sạch mạch máu của chúng ta. Và tác dụng là giải biểu, kiện tỳ, hòa trung, tiêu thực sát trùng và lợi tiểu tiện. Và cái nước hành tây có thể chữa các chứng giống như là cảm cúm, sổ mũi, nhức đầu, bụng đầy chậm tiêu, nhiễm khuẩn đường ruột hoặc là tiểu tiện bất lợi. Hoặc là quý vị bị mà phong thấp nhức mỏi thì chúng ta có thể uống nước hành tây, nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Và mỗi buổi tối thì quý vị có thể uống cái nước luộc hành, có thể tác dụng rất là tốt trong việc ổn định huyết áp. Và cái chất trong hành tây nó có thể là nó ngăn ngừa xơ cứng động mạch luôn. Và cái nước cuối cùng đó là nước lọc thôi quý vị. Nước lọc vừa không chứa calo, vừa không chứa đường, vừa không có chứa bất kỳ cái muối nào cả, thì nó rất là tốt cho vấn đề mà chúng ta tăng cân hay là tăng cường cái lượng nước trong máu và giúp máu nó lưu thông khắp cơ thể rất là tốt. Và đặc biệt thưa quý vị, nước ấm nó có lợi cho tuần hoàn vì nước quá lạnh nó thì có thể khiến cho các tĩnh mạch nó co lại, nhưng mà nước ấm thì giúp cho tuần hoàn máu rất là tốt, và mỗi người chúng ta nên uống từ 1,5 lít cho đến 2 lít nước mỗi ngày thì vô cùng tốt.